Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 thực sự là một năm đáng nhớ, một năm mà dịch bệnh đã tác động một cách toàn diện đến mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh xã hội ở cấp độ toàn cầu. Không nằm ngoài những ảnh hưởng đó, ngành du lịch là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề. Chỉ riêng với Thừa Thiên Huế, các chỉ tiêu tăng trưởng đều giảm hơn 65% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều nhiệm vụ hoạt động của ngành bị ngưng trệ, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai hoàn thành nhiệm vụ của ngành trong năm 2020. Đứng trước những thách thức mang tính lịch sử này, ngành du lịch đã chủ động sáng tạo để vừa vượt khó, vừa khắc phục và định hướng lại các mục tiêu tăng trưởng. Cùng chuyên mục ống kính du lịch nhìn lại một năm đầy khó khăn của ngành du lịch để hướng đến năm mới 2021 với nhiều hy vọng. Chưa bao giờ, ngành du lịch phải đối mặt với những khó khăn như năm 2020. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, kinh tế suy giảm, giãn cách xã hội. Ngành du lịch bị thất thu, các doanh nghiệp đối mặt với phá sản, người lao động bị cho nghỉ việc hoặc cắt giảm lương. Tình hình vẫn chưa thể khả hơn khi bước vào những ngày đầu năm mới 2021. Bức tranh kinh tế du lịch 2021 vẫn chưa thể sáng hơn khi tình hình dịch bệnh trên khắp thế giới vẫn đang hết sức phức tạp. Kết thúc năm 2020, du lịch Thừa Thiên Huế đã bị ảnh hưởng khá nặng nề. Các chỉ tiêu tăng trưởng đều giảm hơn 65% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều nhiệm vụ hoạt động của ngành bị ngưng trệ, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai, hoàn thành nhiệm vụ của ngành trong năm 2020. Tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế năm 2020 ước đạt 1,687 triệu lượt, giảm gần 65% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 558,841 nghìn lượt, giảm gần 75% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 3.839 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. Mặc dù thiên tai dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch Thừa Thiên Huế trong năm 2020. Tuy nhiên, qua đó khẳng định sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ lãnh chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong việc phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nơi mà rất nhạy cảm trong việc lây lan từ khách du lịch đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã sáng tạo, nỗ lực để vượt qua thách thức và tham mưu các giải pháp, chính sách thích ứng, kịp thời cả trong quản lý và phát triển du lịch. Vừa phát triển kinh tế ngành, vừa đảm bảo an toàn trong kiểm soát dịch bệnh đối với khách du lịch và cộng đồng. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, phần lớn các doanh nghiệp du lịch cũng tranh thủ tái cơ cấu tình hình hoạt động của đơn vị, từ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu thị trường để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thích ứng với tình hình mới, hướng tới phục vụ khách du lịch ngày một tốt hơn, chất lượng dịch vụ được nâng cao hơn. Qua đây cũng là cơ hội, thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp du lịch ra soát, đánh giá kỹ hơn chất lượng hoạt động doanh nghiệp, từ nguồn nhân lực đến hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các dịch vụ phục vụ, để xem xét tuyển chọn hoặc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân sự cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Đây cũng là điều kiện khách quan để các đơn vị doanh nghiệp yếu chuyên ngành, thiếu tiềm lực tự động giải thể hoặc tái đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, đảm bảo một doanh nghiệp đủ mạnh để kinh doanh hiệu quả trong thời gian tới. Lượng khách thì nó hầu như là không có rồi. Đấy, và chuyển hướng sang cái việc mà bán online một số cái sản phẩm cho người địa phương. Đấy, mang đi thì cũng đã tạo điều kiện cho khoảng đến 20 mấy cán bộ nhân viên là luôn luôn chuyển nhau để có cái nguồn thu. Tuy là không bằng những cái ngày bình thường, tuy nhiên là họ có cuộc sống không phải là quá khó khăn. Đấy, còn lại trong giai đoạn này thì doanh nghiệp cũng đã luôn luôn đổi mới, cải tạo lại các cái cơ sở, thu gom lại những cái khoản các cái cơ sở mà không hoạt động tốt để mà củng cố lại, để giúp cho cái việc mà giảm các cái nguồn chi phí quá lớn. Bên cạnh những khó khăn khách quan đó, cũng cần phải nhìn nhận rằng ngành du lịch Thừa Thiên Huế vẫn chưa khai thác tốt các thế mạnh vốn có. Chất lượng dịch vụ vẫn là điều cần phải cải thiện nhiều. Dịch vụ du lịch cao cấp vẫn chưa nhiều, trong khi đó là xu hướng và lợi thế của các địa phương có thế mạnh về du lịch. Trên cái cơ sở là cái nền tảng là văn hóa, di sản là cái nền tảng để chúng ta vẫn tiếp tục phát triển du lịch. Thì theo tôi, những cái đặc sắc trong cái văn hóa di sản thì chúng ta phải khai thác một cách tối đa. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới và trước mắt là năm 2021 thì chúng ta phải tập trung xây dựng cho được Huế là cái thương hiệu là kinh đô ẩm thực, là kinh đô áo dài của Việt Nam. Và để làm được hai cái việc này thì bên cạnh cái nỗ lực của cả cái cấp chính quyền, các cái cộng đồng doanh nghiệp thì phải có sự chung tay
của cộng đồng người dân. Thì đó là một trong những cái đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để tạo ra một cái sự riêng biệt. Cái thứ hai là phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Thông qua cái việc là đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, phải chú trọng hết sức tối đa cái việc là cùng một cái sản phẩm nhưng mà chất lượng dịch vụ thì chúng ta phải có đẳng cấp, phải hơn hẳn những cái địa phương khác, dựa trên cái thế mạnh vốn có của chúng ta là một cái nôi của cái đào tạo. Thì theo tôi nghĩ trong cái thời gian sắp tới thì nếu chúng ta làm tốt việc xây dựng hai cái thương hiệu này thì trong một cái nhiệm kỳ khoảng 5 năm thì du lịch Huế sẽ có thể sánh vai được với các cái vùng du lịch lớn của cả nước. Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19, nhiều thói quen và xu hướng sử dụng dịch vụ du lịch của người dân đã thay đổi. Sau quá trình cách ly và giãn cách xã hội, thu nhập của những người có nhu cầu du lịch giảm sút, sự quan tâm đến vấn đề an toàn sức khỏe được nâng lên. Thói quen và khả năng thực hiện các giao dịch bằng nền tảng trực tuyến được hình thành và cải thiện. Do đó, nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch được tập trung hoàn thiện và phát triển phù hợp với tình hình mới. Nhiều loại hình sản phẩm được xây dựng và triển khai đáp ứng tức thời thị trường khách trong tình hình bình thường mới. Bên cạnh đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa, nhiều sản phẩm dịch vụ mới hoặc làm mới được đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách du lịch trong tình hình mới. Các điểm đến về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với suối thác, biển và đầm phá, trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống và đương đại, mô hình du lịch homestay tiếp tục được mở rộng phát triển và hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ để tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, khác biệt, góp phần vào phát triển chung cho du lịch tỉnh nhà. Nhất là thời điểm quan trọng để phục vụ khách du lịch nội địa ngắn ngày. Đồng thời, cũng quan tâm đến xu thế du lịch tại chỗ dành cho chính người dân tại địa phương mình nhằm khuyến khích người địa phương tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm các điểm đến văn hóa lịch sử, cảnh quan và dịch vụ mới trong khu vực mình đang sinh sống, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng ở địa phương và cũng chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động trước khi du lịch quốc tế mở cửa lại. Nhiều phương án được đưa ra cả cho tình huống tốt vừa và tình huống không được tốt lắm. Có nhiều kịch bản được đưa ra là như vậy. Thì An Bang có một cái lợi thế hơn, đó là tụi mình cũng đã kết hợp giữa resort và khách sạn để đưa ra các cái sản phẩm và các gói dịch vụ để kích cầu khách, và dựa trên cái lợi thế là cái nguồn suối khoáng nóng và hướng tới cái phương châm là chăm sóc sức khỏe, là lợi nhuận của An Ba tính là sức khỏe của khách hàng, cho nên là những cái gói sản phẩm của mình đều dựa trên những cái giá trị cốt lõi của An Ba, đó là khỏe về thân, về tâm, về trí. Và tất nhiên là cái dòng khách với cái nhận định của du lịch Huế như hiện tại là hết 80% là khách nội địa. Bên cạnh đó thì cái cảnh quan cũng như là cái môi trường của Thừa Thiên Huế đang ngày được đầu tư và có rất là nhiều sự tiến bộ thay đổi rõ rệt, và chắc chắn là sẽ hy vọng là sẽ thu hút được nhiều khách đến với Huế nhiều hơn. Bên cạnh đó thì ở Huế các cái dự án đầu tư về các cái dự án đang được đầu tư đang được tích cực mời gọi về Huế, nó cũng sẽ là những cái tín hiệu đáng mừng cho những cái dòng khách mà hội nghị hội thảo cũng như là các dòng khách của chuyên gia của các dự án về đến với Huế. Thì đó là những cái định hướng mà gợi mở đầu tiên cho những ngày đầu xuân này, thì chúng mình cũng thấy được những cái tín hiệu đáng mừng đó. Chúng mình cũng sẽ cố gắng hết sức để mà tận dụng tất cả những cái lợi thế của An Ba cũng giống như là những cái cơ hội đến được với Huế và đến được với Việt Nam. Thì mình sẽ cố gắng để mà biến nó trở thành những cái thành quả mà tốt hơn 2020. Những ngày cuối năm 2020 và đầu năm 2021, trong những nỗ lực khác nhau, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với ngành du lịch tổ chức nhiều chương trình lớn nhằm mang lại không khí sôi động và khí thế cho một năm mới 2021. Cuối năm 2020, lễ hội Lân Toàn Quốc được tổ chức hoành tráng và sôi nổi tại nhà thi đấu tỉnh. Hàng trăm khán giả đã đến xem và thưởng thức những bài thi đẹp mắt, góp phần xua tan giá lạnh trong những ngày cuối năm. Lớn là một môn hấp dẫn đấy nhé, nhưng mà ít được tổ chức cả hoạt động thi đấu. Thì bên cạnh đó thì người dân mà muốn xem môn lớn thì có dịp trung thu mà thôi. Thì đây là một cơ hội để mà cho các em nhỏ được đi coi thêm. Và thường thường thì các hội lớn như thế này thì các kỹ thuật cũng như là khả năng biểu diễn thì mới phơi bày ra hết được.
thì qua hội ra thì phần tích tụ. Thì anh là một khán giả cũng không ranh với một lần làm gì xem lại tích tụ thì cũng nhớ họ cách nhìn nhận nào cả. Nhưng mà một mặt ở đó thấy các đội đầu tư rất là công phu, nhiều khía cạnh, nhiều động tác khó. Tôi nghĩ là có nhiều động tác khó thì các đội đã hoàn thành và thể hiện mình rất xuất sắc. Trước đó là lễ hội áo dài và ẩm thực được tổ chức hoành tráng và long trọng nhằm tôn vinh tà áo dài Việt Nam, góp phần xây dựng nên thương hiệu Huế Kinh Đô áo dài Việt Nam mà tỉnh đang nỗ lực hình thành. Ngày khai mạc lễ hội áo dài và ẩm thực Huế 2020 diễn ra trong tiết trời mưa lạnh. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng hàng trăm người vẫn đội mưa rét đến để chiêm ngưỡng những bộ áo dài lộng lẫy trong đêm hội. Đây là lần đầu tiên những nhà thiết kế, các hiệu may đo cũng như những thương hiệu áo dài nổi tiếng của Huế có dịp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau để cùng phát triển hình ảnh áo dài Việt Nam. Ngày hội là dịp để bảo tồn, gìn giữ và phát huy vị trí, vai trò áo dài truyền thống Huế, ẩm thực Huế trong đời sống văn hóa Huế. Áo dài Việt Nam ngày càng lan tỏa vẻ đẹp và giá trị độc đáo đến với đông đảo cộng đồng du khách trong và ngoài nước. Nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam, đặc biệt là Huế, đã không khỏi trầm trồ vẻ đẹp của bộ quốc phục này. Đặc biệt là áo dài ngũ thân nam đã được nhiều du khách phục diện một cách trang trọng trong ngày hội. I feel the most handsome I have ever felt in my life and very stylish. I think áo dài Việt Nam is amazing. Tuy nhiên đến nay, áo dài chưa được chính thức công nhận là di sản văn hóa. Vì vậy, hội thảo lần này sẽ góp phần tạo tiền đề để xây dựng hồ sơ công nhận áo dài truyền thống Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiếp đến là đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Về phương diện du lịch, thương hiệu áo dài Huế sẽ kéo theo sự hoàn thiện cả một loạt hệ thống các dịch vụ như thiết kế, may đo, sản xuất và cung cấp vải lụa, cũng như cả dịch vụ kèm theo như sản xuất phụ kiện, thêu, trang trí. Đó là mục đích của ngành du lịch nhằm tới. Hiện nay tỉnh đang quyết liệt cho xây dựng đề án Huế Kinh Đô áo dài Việt Nam. Thì trong đó có phần phục hưng lại áo ngũ thân và áo nhật bình dành cho nam và nữ trong hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương. Thì đây là đề án sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho phát triển du lịch của địa phương. Bởi vì hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phải có một sự cạnh tranh đối với các điểm đến khác trong cả nước cũng như là trong khu vực. Vì vậy để có những cái sản phẩm hoạt động du lịch mới nổi bật thì phải có những cái sản phẩm đặc trưng như áo dài kiểu Huế hay là ẩm thực Huế được nâng lên một tầm mới và quảng bá rộng rãi hơn. Và ngành du lịch thì sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ đề án này. Vì vậy, ngành du lịch trong thời gian tới sẽ phối hợp với các sở ban ngành như Sở Văn hóa Thể thao, Sở Khoa học Công nghệ và một số đơn vị, nhất là liên quan đến ngành nghề thủ công mỹ nghệ, để sẽ có những cái hoạt động phối hợp phục hồi lại nghề truyền thống, phục hưng lại việc cái nghề may áo dài truyền thống tại cố đô Huế, đồng thời là cũng khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các cơ sở may đo áo dài truyền thống để tạo thành những cái chuỗi dịch vụ trải nghiệm xem trình diễn may đo áo dài rồi đặt may, và hoặc là không có điều kiện thì có thể là thuê những bộ áo dài truyền thống để trong những cái chuyến tham quan tại di tích Huế. Khởi đầu năm mới, sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không trên chuyến bay VN1370 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khác với mọi năm, những hành khách đầu tiên đến Huế năm nay vắng bóng các du khách quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy vậy, trong bối cảnh bình thường mới, ngành du lịch đã có những ứng phó phù hợp, không chỉ phòng chống dịch bệnh hiệu quả mà còn tìm giải pháp tốt nhất phục hồi du lịch với nhiều khó khăn được dự báo. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế để thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của người dân vùng đất cố đô và nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân nhằm khắc phục khó khăn chung do tác động của dịch bệnh, từng bước phục hồi ngành du lịch
và cũng là lời chào đón nhiệt thành của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân gửi đến du khách. Rất vui khi chào đón tại sân bay Huế và một niềm vui là khi Huế đã là rất là phát triển và trong cái năm vừa qua và đặc biệt năm mới và cái tinh thần của Huế đang dâng cao, đặc biệt là cái đô thị thông minh của Huế đã được là công nhận là Huế là điểm đến để cho chúng tôi được Tết ở đây. Trên cơ sở nhận định và dự báo của các tổ chức y tế trong và ngoài nước thì tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ khá phức tạp, khó lường và đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, công tác dự báo khách du lịch năm 2021 sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh và khả năng kiểm soát dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới. Chỉ tiêu tăng trưởng du lịch năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến theo 3 kịch bản. Phương án thấp, nếu dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát tốt cả trong nước và quốc tế, các chỉ tiêu du lịch Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ như năm 2020, đón khoảng 1,8 đến 2 triệu lượt khách. Phương án trung bình, nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt trong nước, nhưng nhiều khu vực trên thế giới chưa mở lại được nhiều đường bay quốc tế đến các thị trường chính, chỉ mở cửa cho một số thị trường gần đã tương đối an toàn phòng dịch, dự ước năm 2021 đón khoảng 3 đến 3,5 triệu lượt khách. Phương án cao, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt trong nước và trên thế giới nhờ có vaccine, dự kiến đón khoảng 4 đến 4,5 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Song hành với các phương án đó, ngành du lịch đề xuất nhiều giải pháp khác nhau nhằm phục hồi và kết cấu du lịch. Đề xuất miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021. Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích. Tiếp tục thúc đẩy công tác xúc tiến, quảng bá, tập trung khách du lịch nội địa ngắn ngày thông qua các chương trình hình thức quảng bá phù hợp trong tình hình mới. Tập trung quảng bá trực tuyến trên các trang mạng xã hội, website du lịch, quảng bá Huế, kinh đô ẩm thực, Huế kinh đô ảo dài thông qua cả kênh mạng xã hội, các blogger, youtuber nổi tiếng. Tổ chức cuộc thi ảnh Huế trong tôi năm 2021 theo từng chủ đề riêng biệt của từng tháng bằng hai hình thức ảnh đẹp và clip đẹp. Tổ chức đón các đoàn farm trip, press trip và các hội chợ roadshow quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nhằm thu hút thị trường khách nội địa. Xu hướng nổi bật của ngành du lịch Huế 2021 là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành một điểm đến du lịch thông minh bền vững. Chú trọng các dịch vụ tiện ích cho điểm đến thông minh, trải nghiệm thông minh, quản lý, kinh doanh thông minh. Đầu tư cả hạ tầng thiết bị, cả ký ốt du lịch thông minh, sổ hóa dữ liệu ngành du lịch và xây dựng một số ứng dụng du lịch thông minh. Cụ thể, sẽ ưu tiên triển khai phần mềm quản lý lưu trú thống nhất, liên thông giữa các ngành du lịch, công an, thuế, thống kê. Thực hiện áp dụng thẻ du lịch Huế với nhiều chương trình ưu đãi được tích hợp. Nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được thanh toán qua thẻ này để thay thế cho tiền mặt. Hình thức thanh toán có thể thực hiện bằng cách quẹt QR code từ phần mềm Huế S hoặc ca thẻ từ các thiết bị POS. Hệ thống vé điện tử cho các loại hình tham quan du lịch. Khi mà chúng ta phải vừa đảm bảo cái nhiệm vụ là phòng chống dịch, vừa đảm bảo là cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, thì cái việc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch nó đóng vai trò hết sức là quan trọng. Chúng ta phải thức thời và chuyển đổi ngay trên cái nền công gọi là công nghệ số. Tất cả những cái hoạt động xúc tiến thì chúng ta sẽ từ cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp tập trung vào thông qua các cái việc chuyển đổi số, thông qua các cái trang mạng xã hội, thông qua các cái kênh khác nhau để mà chúng ta đẩy mạnh hơn cái công tác xúc tiến quảng bá. Chuyển đổi số trong cái hoạt động quản lý thì lâu nay là đã có, nhưng mà bây giờ chúng ta tiến tới mức cao hơn. Chẳng hạn tôi nói là bên cái cơ sở lưu trú chẳng hạn, thì trước đây là chỉ riêng cái ngành công an họ tập trung vào để nắm cái lượng khách du lịch tới, thì bây giờ phải có một sự liên thông rõ ràng giữa là ngành du lịch, ngành công an, ngành thuế và ngành y tế. Tất cả những cái này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống dung chung và để vừa một mặt là quản lý được cái lượng khách, vừa là đảm bảo được là cái việc truy vết hoặc là tìm kiếm những cái người bệnh khi mà nếu có trường hợp xảy ra. Cái chúng ta là đưa vào cái thực tế ảo, chúng ta đã audio guide, có nghĩa là thuyết minh qua cái hệ thống audio guide. Thì bây giờ cái này năm nay là phải đẩy mạnh tất cả các cái điểm di tích, thì bên cạnh cái việc vẫn sử dụng cái lực lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên truyền thống,
thì chúng ta sẽ đẩy thêm cái hướng dẫn qua cái ODGI. Rồi cái thực tế ảo thì hiện nay là mới thực hiện ở Đài Nội và một cái số lăng, thì bây giờ tất cả các cái điểm di tích, kể cả của Trung tâm Bảo tồn Di tích quản lý, kể cả của Sở Văn hóa quản lý, thì chúng ta sẽ đẩy mạnh cái hình thức này. Thì nói tóm lại là cái việc chuyển đổi số thì chúng ta đang từng bước, và chúng ta tận dụng cái mạng Huế X để phản ánh cái thông tin của hiện trường để mà hỗ trợ cho du khách một cách kịp thời. Và tôi nghĩ là hiện nay thì cái hệ thống camera này, cái hệ thống Huế X này thì nó đã hỗ trợ rất nhiều cho du khách khi mà họ trải nghiệm cái du lịch trên địa bàn, họ rất là an tâm. Một năm mới 2021 với nhiều dự báo khó khăn, nhưng với sự chủ động về phương án, sáng tạo về giải pháp, ngành du lịch đang hướng đến sự phục hồi tuy chậm nhưng chắc chắn. Với nền tảng sẵn có và hạ tầng vật chất đang được xây dựng và hoàn thiện, du lịch Thừa Thiên Huế đang hướng đến trở thành một địa chỉ du lịch cao cấp với các dịch vụ đẳng cấp, điều hành và quản lý thông minh và hiệu quả. Mục tiêu xuyên suốt là phải biến ngành du lịch Huế trở thành một ngành có đóng góp lớn cho kinh tế địa phương và là một địa chỉ hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Bằng những kịch bản, các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã khởi động một năm mới 2021 với nhiều sự lạc quan. Hy vọng rằng với những nỗ lực và sáng tạo, một năm mới thuận lợi hơn, lạc quan hơn và thành công hơn sẽ đến với ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng như nhiều lĩnh vực khác. Chuyên mục ống kính du lịch đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.